Trưởng lão Thích Thông Lạc: Kinh Thập Thiện dạy người không nói dối được 8 điều lợi ích. 1. Được mọi người tin tưởng. 2. Lời nói ra được người người kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch. 4. Lời nói thường êm ái. 5. Được an vui như ý nguyện. 6. Lời nói không buồn giận và vui vẻ. 7. Lời nói được mọi người dâng theo. 8. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. Đó là về cái phần khẩu miệng của mình, không nói dối đó. Thấy cái gì thì nói thấy, mà không thấy thì nói không thấy. Chứ không phải không thấy nói thấy, mà thấy nói không thấy. Nói ngược trở lại như vậy là không được. Cái gì mình nghe thấy thì mình nói, mà không nghe thấy thôi. Mà nghe lờ mờ không rõ thì cũng không nói. Cho nên thầy nói ở đời, người tu hành theo đạo Phật là không có nói là tốt nhất. Nói ra coi chừng lầm lạc. Cái miệng của chúng ta nó bốn cái điều, chứ bốn cái điều ác luôn đó. Điều này nó kẹt cái chỗ điều khác, nó khó. Cái thân chúng ta có ba, mà cái ý của chúng ta có ba, mà cái miệng của chúng ta nó nhiều quá, cho nên chúng ta phải dè dặt cẩn thận. Nó là cái chỗ đau khổ nhất cho con người ở đời, chứ không phải là vừa. Bởi vậy học thập thiện rồi, chúng ta mới biết được cái nghiệp của miệng nó nặng lắm. Nó tới bốn cái chỗ, là có một mình nó mà nó chiếm hơn người ta hết. Nó làm anh cả của người ta hơn hết trong này mà. Thành ra mình phải coi chừng cái miệng của mình, nó độc lắm chứ không phải. Nói ra cái lời nói mình có thể giết người lắm mà. Chứ không phải thường đâu. Cái lời nói còn hơn gươm đao. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận cái lời nói. Muốn nói ra một cái gì phải suy nghĩ. Cho nên người xưa người ta nói, những người mà người ta nói ra, muốn nói một lời nói chúng ta phải suy nghĩ 7 lần. Người ta gọi là đánh lưỡi 7 lần đó. Người đời thường hay trao dồi, trao chuốt lời nói, đi buông vật xấu nói tốt. Đây là cái hành động thứ hai của cái miệng của mình, là nói lời thiêu dệt. Bây giờ chúng ta học tới cái hành động thứ hai của cái miệng, là nói lời thiêu dệt. Lời nói thiêu dệt đó thì ở đây người đời thường hay trao dồi, trao chuốt cái lời nói của mình, đi buôn vật xấu thì nói tốt để bán cho được giá, gạt người mua về không xài được, chỉ một chút lòng nhỏ mọn hờn ghen liền dùng lời nói thiêu dệt để cho đôi bên thù hận có thể giết hại lẫn nhau, làm tổn hại tánh mạng của người khác. Chỉ một chút lòng ganh tị thù giặc bèn dùng lời thiêu dệt để lung lạc lòng người, hoặc để quyến rũ hay gạt gẫm người khác, làm tổn hại danh giá, danh dự và tài sản, cốt để đem lại lợi ích cho mình, được nhiều lợi lạc và còn được tiếng thơm tiếng tốt cho mình. Mình thiêu dệt này nọ kia để đem lại những cái lợi lạc, cái của cải tài sản là một, rồi cái được tiếng tốt này kia cho mình, đó là mình là lời nói thiêu dệt. Ngược lại, người không có lời nói thiêu dệt, dùng lời đúng đắn chánh lý, không gạt gẫm, không lừa bịp, không làm tổn hại danh giá tài sản, thậm chí cho đến tánh mạng. Thiêu dệt tức là đặt điều nói xấu người khác, khiến cho người khác buồn khổ, có thể đi đến tự tử, quyên sinh tánh mạng. Vì thế thập thiện dạy, người không đặt điều nói xấu người khác có điều lợi ích cho mình, thì 1. Được mọi người quý mến. 2. Thường đáp được những câu hỏi khó khăn. 3. Có đầy đủ uy tín cao quý trong cuộc đời. Đó là những cái điều mà chúng ta không có nói thiêu dệt, không có đặt điều ra đó. Thiêu dệt là làm cho nó có vẻ nó đẹp hơn, hoặc là người đó không tốt mình nói người đó tốt, hoặc là người đó tốt mà mình nói cho người khác nói người đó xấu. Mình đặt ra cái này, thiêu dệt ra cái này kia để làm cho người ta cứ nghi ngờ người này người nọ người kia. Đó là cái lời thiêu dệt. Chẳng hạn nào như bây giờ có ông ai, ông đến làm môi giới. Một cái bên đến bên gái thì nói cái thằng đó như thế này thế khác, mà nó thì uống rượu hút sách, nó thì chơi bờ, nó không biết nghề nghiệp gì hết, mà lợi đằng gái thì thôi ca ngợi cái thằng con trai nó trên mây xanh, gọi là thiêu dệt đó. Rồi về bên đến đằng nam mà để mà làm ai cho đằng nam thì nói cô ta là dày công dung ngôn hạnh đầy đủ, con người hiền đức này kia rõ ràng. Nhưng mà trời ơi, rước về nhà rồi một cái thì họ trên trời họ rớt xuống. Thì do đó những cái lời nói mà của ông ai như vậy gọi là thiêu dệt, làm mai mối. Rồi tất cả những cái điều mà mai mối thì mai mối mua đất,
mai mối làm cái này, mai mối làm kia, đều là có sự thiêu dệt trong đó hết. Để cho người ta nghe, người ta tin, người ta mới đi mua, đi làm cái chuyện đó. Đó là những cái môi giới. Thì những cái thiêu dệt đó là cái lời nói thiêu dệt. Chúng ta không nên làm những cái điều kiện đó, mà chúng ta hãy tránh. Những cái điều mà nói xấu người khác, thiêu dệt ra cái tốt cái xấu cho người khác, nói người ta không có chuyện đó mà nói người ta là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ tồi tệ, để cho mọi người không hiểu, tưởng người đó là người xấu vậy, để cho người ta tránh xa cái người đó. Đó là những cái người mà thiêu dệt đó, là những người mà không tốt đó. Đó thì chúng ta hiểu biết được như vậy, chúng ta cố gắng mà tránh, giữ gìn cái miệng của mình, đừng có nói những cái điều đặt điều ra mà nói xấu kẻ khác, hoặc là nói tốt kẻ khác. Người nào xấu thì mình nói xấu, mà tốt thì mình nói xấu, mà tốt xấu mặc họ, chúng ta nói làm gì? Theo thầy thiết nghĩ, xấu thì người ta làm ác thì nhân người ta chịu, mà tốt thì người ta làm thiện thì người ta hưởng được cái phước quả. Còn riêng mình nói người ta tốt nói xấu làm gì? Mình khen cũng không khen, chê cũng không chê. Điều đó là điều tốt của người tu theo thập thiện, chứ không phải là đem cái chuyện người ta tốt mình nói, rồi cái chuyện người ta xấu mình cũng nói. Thầy thấy cái chuyện xấu của họ cũng không giấu mà cũng không nói, mà chuyện tốt của họ mình cũng không phô bày mà cũng không không nói ra. Hầu hết ví dụ như quý thầy, các con bây giờ thầy nói như thế này, các con sẽ ca ngợi khen thầy thế này thế khác. Nhiều khi ca ngợi thầy như ông Phật thì tức là cũng là lời thiêu dệt đó các con, không có đúng đâu. Thầy cũng là bằng xương bằng thịt cũng như mọi người, nhưng qua cái nhìn của các con có niềm tin ở thầy. Nhiều khi thầy không có thần thông, các con nói thầy quá thần thông, nào là phóng hào quang, đặt điều nói láo, đó là thiêu dệt đó. Mà thầy đem những cái ví dụ để cho con thấy. Bởi vậy thầy có thấy có nhiều người mà mến thầy, trọng thầy, rồi ca ngợi thầy một cách không đúng đắn. Cho nên trong kinh Phật có dạy là khen mà không đúng thì cái đó là làm hại Phật, mà chê không đúng thì cũng không làm hại Phật được. Cái gì đúng là đúng, cái gì mà không đúng là không đúng. Cho nên mình có nói đi nữa, người ta nói mèo khen mèo về đuôi thôi, chứ cũng không có gì hết. Cho nên để cho người ta còn nghiệm xét, chẳng hạn nào thầy tu hành đúng thì để người ta còn thấy. Còn các con mà nói thầy tốt thế này, thầy như thế này thế khác, điều đó là người ta chẳng bao giờ mà người ta tin ở các con đâu. Các con có nói gì người ta cũng chẳng tin. Người ta còn thấy qua cái hạnh của thầy, người ta còn thấy qua cái đức của thầy. Còn cho nên vì vậy, ngay cả thầy mà còn như vậy, thì các con có nói cái chị này tốt, cái chị này tu, này cái chị kia tu vậy, họ có tin không? Cũng như bây giờ thầy nói rằng bây giờ mặc hạnh tu vậy, tôn tu vậy, các con có tin được không? Chưa chắc đã tin bán nghi chưa chắc. Rồi lần lượt các con sẽ thấy những người đó tu được cái gì, những vị này giới hạnh nghiêm túc, rồi giờ giấc nghiêm túc, tu hành đúng đắn, rồi tất cả những cái đó lần lượt các mấy vị này nhập định được, hơi thở ngưng. Cái gì nó lần lượt các con cũng thấy hết thì lần chừng đó các con mới tin. Còn bây giờ thầy nói cũng chẳng qua là thầy nói đúng sự thật đó, nhưng mà các con chưa tin đâu. Cho nên cái thiêu dạy các con là muốn làm cho người ta tin như gì. Nhưng mà người ta có tin mình được không? Cho nên cái nói của mình có ích lợi gì mình nói. Cho nên chẳng nói gì hết, để cho người ta còn thấy chứ không phải. Cũng như bây giờ các con nói các con tu được thì cái đó là cái thiêu dệt. Mình được, mình biết chắc mình được không? Để cho một người khác người ta nhìn thấy cái chỗ được của mình. Người ta thấy được tức là người ta biết chứ sao? Cái gì mà mình còn giận, còn hờn, còn phiền não, còn ủ ê cái mặt cũng như là héo xào, mà nói tu được là tu được cái chỗ nào đâu. Cho nên cái chúng ta chẳng nói được, mà chúng ta được an vui, được thanh thoản thì người ta sẽ thấy được cái an vui thanh thoản đó, mà người ta biết mình được. Cho nên mình nói ra có lợi ích gì? Vì vậy những cái lời nói mà chúng ta chưa có chứng nghiệm được, cho nên chúng ta không có nói. Vì vậy mà không nói thiêu dệt, không nói những cái lời nói đó. Đó thì hôm nay thầy nói hết để cho các con biết được cái chỗ mà chúng ta giữ gìn cái khẩu hành thứ hai này, là không nói lời nói thiêu dệt. Không khéo chúng ta tưởng là mình nói như vậy là đúng, không có sai, nhưng mà cái nói như vậy nó không hay đâu, nó không tốt đâu. Về cái khẩu hành thứ ba là không nói lật ngược, là không nói ngược tới lại, nói rồi nói trở lại đó, là nói lật ngược đó. Người đời có lắm kẻ nhiều mồm mép, vừa nói đó một lúc sau nói lật ngược lại, lấy quấy làm phải mà lấy phải làm quấy. Nghĩa là người ta lanh mồm lẻo mép lắm, nói rồi cái lật ngược lại, tức là nói tôi không nói đâu, tôi hồi nãy ai nói chứ tôi không nói đâu, nhưng mà chính mình nói ai cũng nghe hết, nhưng mà mình dám nói như vậy đó. Thì cái chuyện mà nó qua một hai ngày tưởng đâu người ta quên rồi, thì mình nói mình vẫn có cái sửa lại những cái lời nói của mình, để nó biến rằng mình không có nói cái ý như vậy.
thì tất cả những cái này là cái lời nói đó là lời nói lật ngược, ngược lại, nói ngược lại với cái sự thật. Hạng người này là hạng người nhiều chuyện, họ là kẻ dụm ba dụm bãi, chuyên nói xấu người khác, đem chuyện người này nói ra nói vào, bêu xấu khiêu khích người khác, gây phe gây nhóm, tạo cảnh bất hòa thù hận, và còn đem chuyện người này dìm pha với người kia, nhạo báng người nọ, chê bai người khác, làm cho họ tức giận hoặc xấu xa hoặc xấu hổ đau khổ, dùng môi mép đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến tiện thưa. Người không nói lưỡi hai chiều thì không có chuyện lâu thôi với mọi người, không bị người ta lôi ra làm chứng cớ. Còn ngược lại, những kẻ ấy đều gọi là người nhiều chuyện. Người không nói lưỡi hai chiều, không làm phiền muộn ai hết, được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa người gần đều kính mến. Người không có lưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái, an ủi, khuyên giải, giúp cho mọi người được hòa thuận, thân yêu nhau, khiến cho mọi người đều vui vẻ, an lòng. Người này đến đâu, ở đâu cũng được mọi người kính yêu, gặp việc khó, bất hòa, người này đứng ra thu xếp hòa giải một cách dễ dàng. Người không nói lưỡi hai chiều, khiến gia đình sum họp, an vui, tình làng, nghĩa xóm, hòa thuận, kính yêu nhau. Kinh Thập Thiện dạy người không nói lưỡi hai chiều được năm điều bất hoại. Một là nhân bất hoại. Hai là sống trong gia đình sum họp. Ba là đức tin bất hoại. Bốn là pháp hạnh bất hoại. Năm là thiện hữu, tri thức bất hoại. Nghĩa là như thế nào? Nhân bất hoại tức là người mà không nói lưỡi hai chiều á, thì mọi cái tình người xung quanh của mình á, nó luôn luôn nó giữ trọn, nó không có làm cho hoại diệt. Còn mình là cái người mà nói hai chiều á, thì những cái tình người á, mà xung quanh mình á, nó sẽ không có giữ trọn được, nó bị hoại diệt. Sống trong gia đình sum họp thì hiểu rồi. Đức tin bất hoại nghĩa là cái người mà không nói lưỡi hai chiều á, thì được mọi người cái lòng tin, không bao giờ mà họ hoại diệt cái lòng tin ở trong lòng của họ. Bốn, pháp hạnh bất hoại, cái hạnh mà cái người mà nói không có nói lưỡi hai chiều á, thì cái pháp đây là nói tất cả những cái hành động của chính mình, của bản thân mình, không có bị hoại diệt, nghĩa luôn luôn nó giữ đúng cái pháp hạnh của nó, cho nên nó không bao giờ mà lật ngược một cái gì hết. Thì cái người đó luôn luôn có những cái hạnh mà nó không bao giờ bị hoại diệt. Và thiện hữu tri thức bất hoại nghĩa là luôn luôn cái người này có những cái người thiện hữu tri thức sống sát ở bên họ, nghĩa là có những người rất là thân tình, có những người rất là thương mến họ, có những người rất tận tình với họ để giúp họ từng cái này đến cái kia, gọi là thiện hữu tri thức bất hoại. Bảy, cái hành động mà thứ bảy này là cái hành động của miệng, là không nói lời hung ác. Đây là cái hành động cuối cùng của cái khẩu nghiệp của chúng ta, của cái hành động của miệng chúng ta. Lời nói hung ác là lời nói dữ, vu khống người khác, phao phản, bươi móc việc xấu của người khác. Lời nói cọc cằn, thô lỗ, mắng nhiếc, mạ lũy người, làm cho người khác tức giận, khổ sở, đau đớn. Người không nói lời nói hung ác thường dùng lời nói khen ngợi, lời lẽ ôn tồn, trang nhã, hiền hòa, lời nói luôn luôn làm cho mọi người được an vui, yên ổn. Thì cái lời nói mà không hung dữ thì cái lời nói rất là êm ái. Còn cái người mà nói hung dữ thì lời nói to, lời nói rất lớn, và lời nói những cái lời nói thô tục, những cái lời nói mắng nhiếc người, những cái lời nói vu khống người. Chứ có nhiều người nói cái lời vu khống, ta nói nhỏ nhẹ lắm nhưng mà vu khống người ta, đó cũng là lời nói ác đó. Mình nói xấu người ta cũng đó là thuộc về lời nói ác đó.
mình bươi móc cái chuyện xấu của họ, đó là lời nói ác đó. Mình phao người ta cái này cái kia, đó là lời nói ác đó. Chứ không phải lời nói ác là cái lời mình chửi mắng người ta, mình nạt nộ người ta, đó là lời nói ác đâu. Cái lời nói cọc cằn là lời nói ác, mà lời nạt nộ người ta đó cũng là lời nói ác. Nhưng phải biết rằng có nhiều cái lời nói mà chúng ta không có cọc cằn, không có thô, không có thô tục, nhưng mà chúng ta bươi móc cái việc xấu của người ta, chúng ta nói xấu người khác, rồi chúng ta phao vu khống người ta, đó là cũng là thuộc về lời nói ác. Nói làm cho người ta bị tù tội, bị chết, người ta không ăn trộm, nói người ta ăn trộm đó, người ta không tà dâm mà mình nói người ta tà dâm, người ta không có giết hại làm giết người mà mình nói người ta giết người, thì những cái lời nói đó là những cái lời nói ác. Mặc dù cái lời nói đó rất nhẹ nhàng, nói tôi thấy cái người đó đó, cái người đó họ giết cái người kia, nhưng mà sự thật ra cái người đó họ không có giết, nhưng mà vì cái thù hận nhỏ trong lòng của mình, họ không nói lời to, nhưng mà họ chỉ vu khống người ta, phao vu người ta làm cái chuyện như vậy để cho cái người đó ở tù chơi. Đó là những cái lời nói ác. Cho nên cái lời nói ác phải biết phân biệt như thế nào để mà chúng ta biết lời nói ác. Chứ không khéo thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có cái lời mà nạt nộ hay chửi mắng hay mắng nhiếc người ta mới là lời hung ác, thì nó không phải đâu. Hung ác là có nghĩa là lời nói dữ, lời nói làm cho người ta khổ đau, thì đó là lời nói hung ác. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới biết được mà để cảnh giác, để mà không có thốt ra cái lời nói đó, thì chúng ta mới giữ được cái hành của miệng của mình. Còn nếu mình không hiểu thì mình sẽ tưởng là mình nói như vậy là không phải là lời nói hung ác. Cho nên ở đây thầy giải thích cho nó rõ để cho các con học cho nó kỹ, vì nó là cái căn bản đạo đức của đạo Phật. Nó là 10 cái điều mà đạo đức của đạo Phật mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu tập, cần phải dứt bỏ. Đó là những điều mà chúng ta cần phải hết sức tu tập, nhiệt tâm tu tập, siêng năng tu tập, chứ không phải chỉ nói miệng suông được, mà phải đem hết cái thân tâm của chúng ta thực hiện đúng 10 điều lành này. Cho nên kinh Thập Thiện dạy kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được 8 món công đức. 1. Nói đúng pháp, nghĩa là lời nói chúng ta là luôn luôn bao giờ cũng không sai. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói đúng chân lý. 4. Lời nói khôn khéo. 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo. Ở đây cái chỗ 4 là lời nói khôn khéo. Có cái khôn khéo mà xảo trá, nhưng có khôn khéo đây là khôn khéo nói lời nói không có dữ dằn, làm cho người khác nghe nó êm tai, thuận tai, làm cho người khác nghe lời nói mà người ta được vững bụng, không sợ hãi, yên tâm. Đó là lời nói khôn khéo. Nhiều khi chúng ta không khôn khéo, chúng ta nói nó cũng đúng như vậy, nó cũng như vậy, mà không dùng cái lời nói khôn khéo, làm cho người khác nghe, người ta thấy đau khổ trong tâm. Mà người khác đã đau khổ trong tâm thì lời nói đương nhiên là được xem là lời nói không khôn khéo đó, thì đương nhiên được xem nó là lời nói hung ác. Nghĩa là cái lời nói nào mà làm cho người ta đau khổ thì lời nói đó đều là lời hung ác hết. Nó bao gồm cả cái lời nói dối, cái lời nói thiêu dợi, cái lời nói lật ngược, đều là nó thuộc về lời nói hung ác hết. Chứ không phải riêng có những cái lời nói này là hung ác đâu. Cho nên phải hiểu ở đây cái chỗ 4 là cái lợi ích của tới cái lời nói thứ tư này là lời nói khôn khéo. Đó là chúng ta phải biết sử dụng cái lời nói chúng ta như là chúng ta cầm một cái bào, một cái cưa mà để chúng ta cưa cây, hay hoặc một cái dụng cụ nào đó mà làm cái nghề gì đó, phải tinh xảo đó. Thì cái lời nói của chúng ta mà sử dụng như một cái ông thợ mà rành nghề, mà sử dụng cái vật dụng của cái nghề đó, cũng như một cái nông dân. Ông nông dân thì ông sử dụng cái cuốc của ông, cũng như là một cái thợ mộc thì họ sử dụng cái cưa, cái bào họ, cũng như là cái người viết văn thì họ sử dụng cái ngòi bút. Thì chúng ta là cái người mà tu theo đạo Phật mà tới cái lời nói mà hung ác này, thì chúng ta sử dụng cái lời nói khôn khéo của chúng ta để làm cho mọi người đều vui, thì cái điều đó là chúng ta sử dụng cái phải khéo léo, phải thiện xảo, chứ không phải là thiếu cái này mà được. Nó là đến cái chỗ này thì khi mà chúng ta tập dần đi cái chỗ mà chúng ta không có nói lời hung dữ, thì nó đưa đến cái chỗ mà chúng ta có những cái lời nói khéo léo. Từ đó nó phát sinh ra chúng ta có những cái lời nói rất là khéo léo. 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo. 6. Lời nói được nhiều người tin. 7. Lời nói không bị ai chê. 8. Lời nói được yêu mến.
Đó là tám cái điều mà chúng ta cần phải phải hiểu để mà giữ gìn cái bốn cái hành động của cái miệng của mình. Vậy tóm lại, bốn cái hành động của miệng của mình, thì khi mà học biết được bốn cái hành động thiện này, thì từ đây về sau chúng ta phải cố gắng mà thực hiện giữ gìn cái khẩu nghiệp. Trước tiên là chúng ta nên tập độc cư, nên giữ cái miệng của mình, mà thường thầy nhắc là các con là sống trầm lặng, sống trầm lặng. Như vậy là mình không, mình sống ở trong cái tâm hồn trầm lặng của mình, mình ưa thích trầm lặng nè, mình sống trầm lặng nè, mình ca ngợi trầm lặng nè, mình tìm cái nơi mà mình để mình được sống trầm lặng. Do những cái điều kiện đó mà trong kinh Phật đã dạy chúng ta, tức là dạy chúng ta giữ gìn khẩu nghiệp của chúng ta đó. Mà dạy Phật dạy độc cư cũng nhằm cái mục đích là sống trầm lặng, sống giữ gìn bốn cái điều lành của cái miệng của chúng ta. Đó là như vậy chứ không phải gì. Sau một thời gian mà chúng ta tịnh khẩu, chúng ta không nói, thì từng đó khi mà chúng ta mở miệng ra, cái miệng chúng ta nó không có lanh đâu, nó chậm chạp lắm. Rồi từng đó chúng ta nói lần nào nó có sự suy nghĩ, nó nói rất chín chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói riết rồi, nó nhanh, nó bén nhạ rồi, cái đầu óc chúng ta chưa có nghĩ kịp, nó đã nói trước rồi. Cái miệng chúng ta nó đi trước cái ý, chứ không phải nó đi sau cái ý. Cho nên chúng ta phải khéo léo để giữ gìn làm sao cho cái miệng chúng ta nó đi sau cái ý thì nó mới tốt. Chứ còn nó đi trước cái ý thì coi chừng nó phạm vào bốn cái điều ác của cái miệng chứ không phải là điều lành đâu. Đó, thì hôm nay thì tóm lược để thấy bốn cái điều của cái miệng, bốn cái hành động của cái miệng thì rất là quan trọng cho cái cuộc đời mà tu tập theo đạo Phật, chứ không đơn giản đâu.